Quay trở lại với kênh vlog Tích Travel của mình. Hôm nay mình sẽ không nói về làm xe và cũng không đi tour, mà mình review về chiếc xe mà bữa giờ mình đã vừa dọn xong cho anh em cùng xem ha. Đây là chiếc xe mình dọn theo phong cách gọi là máy đi chợ ha. Chiếc xe này mình dọn đơn giản thôi anh em, là nói chung mình chỉ tốn sơ thôi. Đây là phong cách bình thường mà anh em dream mà ngày xưa hay đi á. Đây là cái phong cách ngày xưa mình rất là thích. Cái thời mình còn đi học mình chạy chiếc này nè, mình rất muốn dọn lên như vậy, nhưng mà hồi đó tiếc tiền, đủ thứ hết không thay lên được. Thì sau một thời gian bỏ không chiếc xe này, hôm nay mình quyết định là dọn lại. Thì mình sẽ để cái link hoặc cái hình xe mà lúc mà hư chưa có gì hết, mình chưa dọn lại cho anh em xem như thế nào. Và bây giờ là mình đã dọn xong ha, tạm thời như vậy là ok. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết vào chiếc xe của mình, là mình đã làm những gì và hiện tại đang đi như thế nào ha. Đó là đầu tiên là cái này nè anh em. Đó, cái đầu lồi nha, Super Rim đầu lồi, rất là đẹp. Cái đầu này ngày xưa mình rất là thích, xe mình là đầu rim thường thôi, mình thích cái đầu lồi này tại vì nó có cái chóa này nè anh em. Nên hôm nay mình quyết định là xe mình lên cái đầu lồi này. Nguyên cái dàn đầu là mình thay lại hết nha anh em. Ở đây mình đi cái đồng hồ luôn. Đồng hồ thì sau một thời gian mình đi á, cái đồng hồ zin của nó bị mục anh em. Nhựa mà anh em chỉ cần đụng vào là nó mục hết. Mình thay luôn hai cái cùm này cũng thay, dàn đầu đèn này mình thay hết, chỉ có mình giữ lại cái bao tay. Cái này mình chưa có thời gian thay và mình chưa lựa được mẫu ưng ý anh em. Rồi đi xuống dưới này, xe này lúc đầu mình dự định là sẽ lên bình xăng 125, nhưng mà thôi, xe đi chợ mà đi bình zin thôi, bình 100 nha anh em. Bình này mình thay mới tại vì bình cũ, anh em nào có xem video trước mình sẽ để link trên này cho anh em xem, là nó bị dơ lắm rồi, rất là dơ nha. Còn ở đây thì cái hộp hai bên này mình cũng dự định là thay, nhưng mà đến giờ mình chưa thay được, tại vì nếu mà thay mình phải đi ra tiệm decal và đặt nó làm một cái bộ decal mới và tên này luôn nha, tại vì xe mình là xe 50cc nên mình phải đi đúng tem. Một lần mình bị bắt là đi sai tem rồi đó, nên mình để cái tem này trước mắt, khi nào mình thiết kế được một bộ ok mình sẽ thay hai ốp này cho mới luôn ha. Bên dưới này là một cây bô full channel móc. Cái bô này là mình mua lúc mà ngày xưa mình còn chạy chiếc xe này nè, cũng là 6-7 năm rồi mình mua. Đến bây giờ mình mới vệ sinh lại sơ mà cũng sáng bóng anh em ha. Đây cho anh em cùng xem nè. Âm thanh thì lát nữa mình cũng sẽ quay cho anh em xem sau luôn, nhưng mà bây giờ mình quay tổng thể cái xe sơ cho anh em cùng xem thôi. Còn căm đùm niền vỏ thì mình vẫn chưa thay được nha anh em. Mình sẽ dọn từ từ, kinh phí mình có giới hạn mà, nên từ từ mình sẽ thay thêm. Trước này mình sẽ gắn cái vỏ nè, xe đi chợ mà, xe đi chợ là phải có cái vỏ để đựng đồ đúng không anh em. Đây là một cái vỏ đó. Phong cách này rất là thích luôn, từ ngày xưa là mình đã thích phong cách này rồi. Bên này là một cái dây dẫn xăng màu hồng, chuẩn nam tính luôn nha. À, cái đuôi này mình cũng thay nè anh em. Đuôi này mình thay luôn nha, đuôi cũ nó bị mục dơ. Và trên này là cái yên. Đó, anh em nào nhìn thử đi. Rất là mỏng đúng không anh em. Mình đã gọt sơ cái yên này lại rồi. Mình gọt cái yên này cho nó thấp xuống. Mình rất thích đi xe mà thấp như vậy nè anh em. Phía trước này mình cũng hạ phuộc luôn, hạ ti nha. Đây khoét lỗ và hạ ti hai bên, hạ thấp xuống.
Xe này anh em nhìn sẽ rất là thấp luôn. Nhìn bên ngoài khi mà mình ngồi lên, mình cao 1m7 ngồi lên thì chân mà chống xuống là nó còn cong cong luôn nha anh em. Rất là thấp. Rồi, đó là tổng quan sơ chiếc xe của mình. Là mình chỉ dọn sơ như vậy thôi anh em, mà rất, tốn rất là nhiều thời gian của mình á. Tốn nhất là cái thời gian mà mình đi lại cái dàn điện của xe này anh em. Mình là một người không có kinh nghiệm dọn xe về điện á, nên tốn rất là nhiều thời gian của mình. Đến hôm nay mình, như mình vừa review thì anh em thấy đó, mình chỉ dọn sơ qua thôi, nhưng mà nhìn chiếc xe này anh em rất là gọn ha, nhìn nó đẹp. Đó, phong cách rất là đẹp. Máy móc đến giờ là rớt dép là nổ nha anh em. Xe này mình mua chắc cũng phải là 8 năm, 9 năm rồi. Đó. Máy móc thì chưa đụng tới gì bên trong hết. Mình chỉ thay bình xăng đúng duy nhất bình xăng thôi, còn lại chưa đụng gì bên trong hết. Bây giờ mình sẽ đạp nhẹ cái lên cho anh em nghe thử tiếng bô nha. Ok. Rớt dép nè. Đó. Đây nha anh em. Đây là tiếng bô móc của nó nha. Nghe qua mic thì có thể nó sẽ bị giảm âm thanh xuống, hoặc là nó không to bằng như bên ngoài đâu anh em. Bên ngoài nghe rất là ấm luôn. Lát nữa mình sẽ lên xe và chạy cho anh em cùng xem thử luôn ha. Đây. Ganti mình chỉnh hiện tại rất là đều luôn. Rồi ok anh em, bây giờ mình sẽ chạy thử vài vòng cho anh em xem ha. Ngày xưa chiếc xe này là mình từng đi chinh chiến khắp nơi anh em, chạy Sài Gòn, Vũng Tàu đủ thứ hết, mà tour trong tầm 100 cây chỗ lại không à. Mình sẽ làm chiếc này cho nó ok là một xí, là mình sẽ lấy chiếc này đi tour thử, ví dụ đi Phan Thiết hoặc là đi Đà Lạt thử anh em ha. Đương nhiên đi chiếc này nó sẽ không bằng Winner rồi, nhưng mà đi mình sẽ dừng và nghỉ cho máy nó nghỉ nhiều hơn. Này, trong này có đường đẹp quá ta. Không biết anh em biết cây này là cây gì không? Ở chỗ mình ở đây là cây cao su nha, nên mình ở cây này rất là nhiều, rất là mát luôn. Đặc sản quê mình đó. Xe 50cc mà chạy như vậy cũng ok quá đúng không anh em? Ok, cảm ơn anh em đã xem video đến đây nha. Mình là một người chơi xe, mê xe, nhưng mà nói về dọn xe và những thứ mà lắp đặt trên xe, mình là một người chập chững bước vào thôi, bắt đầu học tập thôi. Nên có gì sai sót trong video anh em cứ comment thẳng thắn bên dưới, mình cùng thảo luận để góp ý cho nhau rồi ngày càng phát triển kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn ở đây video mình chia sẻ hôm nay đó là mình muốn nói lên cái style xe mà mình rất là thích. Đó, để cho anh em nào cũng đang có ý định hoặc muốn dọn giống mình
chưa biết gì thì có thể tham khảo qua video của mình để mình cùng dọn một chiếc xe theo sở thích mình ha. Hoặc ví dụ anh em có thể hỏi về bình xăng, dây điện hay như thế nào, những cái gì mà mình biết mình sẽ chia sẻ hết đến cho anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu anh em yêu thích, hãy bấm vào like, đăng ký kênh. Đó là những động lực rất lớn cho mình ra video nhiều hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.